quý vị, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc góp phần thực hiện các nghị quyết của Đảng, Thanh niên Đà Nẵng đã tích cực tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn, cũng như song sáo, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đây là vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 vừa được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức. Hội thi nhằm tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên của đoàn học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền miệng tại địa phương, đơn vị, nhất là tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đến với đông đảo thanh thiếu nhi trên toàn địa bàn thành phố. Chúng ta phải biết và tìm hiểu về nghị quyết, không phải là thụ động mà cả chủ động để tìm hiểu các nghị quyết, để chúng ta biết rằng là năm đó thành phố đề ra những mục tiêu gì và chúng ta có thể đóng góp và cống hiến gì cho thành phố Đà Nẵng. Và có lẽ là đó là một cái ý nghĩa rất lớn mà cuộc thi đã mang lại, đặc biệt là với tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng cũng đã đưa nghị quyết này đến với các bạn sinh viên để các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về nghị quyết. Cuộc thi lần này nhằm để tuyên truyền và quán triệt các nội dung của Đại hội Đảng các cấp, từ đó để khẳng định một niềm tin vững chắc của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng, để khơi dậy cái tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, và cũng khẳng định được cái khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, để góp một phần công sức trẻ của mình trong cái việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đây là một trong số rất nhiều hoạt động của tuổi trẻ Đà Nẵng nhằm quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong thanh niên, phát huy sức trẻ, tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ trong các phần việc thanh niên. Thời gian qua, thanh niên Đà Nẵng luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cả trên mặt trận phòng chống dịch, lẫn trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tấm gương thanh niên xuất sắc trên các lĩnh vực đã góp phần khẳng định tuổi trẻ Đà Nẵng đã và đang đóng góp thiết thực, hiệu quả vào các mục tiêu chung của thành phố. Chúng tôi cổ vũ cái tinh thần sống đẹp, sống vì cộng đồng của các bạn trẻ thanh niên thành phố, cũng như là mong muốn rằng là trong thời gian tới thì tiếp tục có nhiều những cái tấm gương sáng trong cái hoạt động công tác thanh niên của thành phố, để có thể là giúp đỡ nhiều hơn nữa cho cộng đồng và đồng hành với thành phố và nhân dân thành phố trong vấn đề là vượt qua những khó khăn của dịch bệnh. Bên cạnh việc không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, giới thiệu cho Đảng những tấm gương ưu tú, phát huy vai trò của đảng viên trẻ, các cấp bộ đoàn tại thành phố Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thanh niên, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, tăng cường bồi dưỡng, định hướng để mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên, cụ thể hóa nghị quyết bằng hành động, góp phần đưa nghị quyết vào đời sống.